Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận kết quả giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp năm 2021 đạt 2,9%, tổng kim ngạch xuất khẩu 48,6 tỷ đô la Mỹ, đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của kinh tế cả nước trong điều kiện hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhấn mạnh việc phát triển nông nghiệp phải luôn xác định nông dân phải là trung tâm, nông thôn là nền tảng và nông nghiệp là động lực. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần phải đổi mới tư duy mạnh mẽ, nâng tầm dự báo chiến lược và tổ chức thực hiện hiệu quả để nâng cao giá trị gia tăng, đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế và tháo gỡ các điểm nghẽn để phát triển đột phá. Mục tiêu năm 2021, toàn ngành nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng 3% trở lên, xuất khẩu hơn 50 tỷ đô la Mỹ. Phải đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng, xây dựng sản phẩm có thương hiệu quốc gia, vùng và tỉnh gắn với quy hoạch sản phẩm, quy hoạch vùng nguyên liệu, kết hợp hỗ trợ khoa học công nghệ, vốn để nâng cao năng lực chế biến phục vụ xuất khẩu chính ngạch. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang làm trưởng đoàn làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về một số nội dung liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Kháng làm việc với đoàn. Tại buổi làm việc, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thảo luận và trao đổi một số nội dung liên quan đến quy hoạch vùng đất, mặt nước cảng biển, phân cấp tuyến luồng đường thủy nội địa, đầu tư xã hội hóa tuyến luồng vào cảng Vạn Ninh, định hướng khu neo đậu cảng Con Ong Hòn Nét, nạo vét luồng sông Tranh, đề án phát triển cụm cảng biển Hải Phòng Quảng Ninh, đầu tư tuyến đường sắt kết nối đến cảng Cái Lân. Hai bên cũng trao đổi một số nội dung liên quan đến đầu tư kết nối giao thông đường bộ cao tốc Quảng Ninh Lạng Sơn, nâng cấp một số tuyến giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang mong muốn thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện các quy hoạch của ngành giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Kháng nhấn mạnh, những nội dung trao đổi tại buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải có ý nghĩa quan trọng, có phần cụ thể hóa nghị quyết số 15 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh, giúp khơi dậy tiềm năng về cảng biển và dịch vụ cảng biển của Quảng Ninh. Năm 2021, cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã tập trung lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tham mưu thực hiện hiệu quả việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, có phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh. Triển khai nhiệm vụ năm 2022, cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tiếp tục thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, có phần giữ vững đà tăng trưởng của tỉnh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Hội cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 11 khóa 6, nhiệm kỳ 2017-2022, đánh giá kết quả hoạt động công tác hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Trưởng khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh biểu dương những thành tích của Hội cựu chiến binh tỉnh thời gian qua và đề nghị năm 2021, hội tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở, chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngân hàng Quảng Ninh năm 2022. Năm 2021, ngành Ngân hàng Quảng Ninh đã thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với hệ thống ngân hàng, đảm bảo hoạt động an toàn hiệu quả, tích cực hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Hoạt động tín dụng đảm bảo chất lượng với mức tăng trưởng 5,4%. Triển khai kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Các công tác xử lý nợ xấu, chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý ngoại hối, thị trường vàng đều đạt được những kết quả tích cực. Năm 2022, ngành Ngân hàng Quảng Ninh tập trung quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt kịp thời hiệu quả các chủ trương định hướng chỉ đạo điều hành và các giải pháp phát triển kinh tế xã hội của Trung ương và của tỉnh gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng nền kinh tế phù hợp với mục tiêu ổn định lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn hiệu quả, hỗ trợ tích cực phát triển kinh tế xã hội địa phương. Năm 2021, Ban tuyên giáo các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên hướng về cơ sở.
Đa số báo cáo viên tuyên truyền viên các cấp đều phát huy tốt vai trò trách nhiệm, bám sát định hướng để tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, cung cấp thông tin tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 12 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2021 và sáng nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị Thường trực cấp ủy, đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền, triển khai nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng, các nghị quyết chỉ thị của tỉnh về phương hướng nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2022 của tỉnh, việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 và các hoạt động kỷ niệm của đất nước, địa phương trong tháng 1 năm 2022. Hôm qua, Quảng Ninh ghi nhận 178 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc đã ghi nhận trên địa bàn tỉnh là trên 3.000 ca. Để ngăn chặn tiến tới đẩy lùi dịch bệnh, các địa phương của tỉnh, trong đó có thành phố Hạ Long, đang tích cực triển khai tiêm chủng cho người dân đủ điều kiện, quyết tâm bao phủ mũi 3, mũi tăng cường phòng COVID-19 cho nhân dân trên địa bàn. Để đảm bảo tiến độ, tỷ lệ tiêm chủng, buổi tiêm mũi 3 diện rộng trên địa bàn thành phố Hạ Long được tổ chức từ khá sớm. Người dân đủ điều kiện là những người từ đủ 18 tuổi, đã qua 90 ngày kể từ ngày tiêm mũi 2, đều tích cực tham gia tiêm chủng. Bản thân tôi thì cũng là người đã là vào ngoài 60 tuổi, 65 tuổi. Thế nhưng mà đối với tất cả những người cao tuổi, kể cả là những người cao huyết áp và những cái bệnh nền thì tốt nhất là vẫn đi tiêm. Trong điều kiện mình là bác sĩ nói là tiêm được thì là mình cố gắng đi tiêm để đảm bảo sức khỏe. Thành phố Hạ Long triển khai 3 điểm tiêm tại trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, trường tiểu học Trần Hưng Đạo và trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản cho trên 13.700 trường hợp đủ điều kiện trên địa bàn. Sau nhiều đợt tổ chức, công tác tiêm chủng được triển khai nhanh gọn, hiệu quả. Hôm nay tôi đi tiêm thì tôi thấy công tác tổ chức tiêm chủng rất là tốt, có người hướng dẫn rất là bài bản. Và vào tiêm thì rất là chu đáo và được hướng dẫn cẩn thận. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng, trong đó có thường trực cấp cứu tiêm chủng, vẫn được triển khai kỹ lưỡng. Thông thường thì cái mũi vaccine thứ 3 này thì nó cũng hầu như là cũng rất ít phản ứng sau tiêm, đặc biệt là cái vấn đề về cấp cứu. Nhưng mà tất nhiên là về cấp cứu thì chuẩn bị thì các mũi nào thì cũng đều giống nhau cả. Bản thân các bác sĩ thì thường trực cấp cứu thì cũng luôn luôn là chuẩn bị đầy đủ các thuốc thang hay là dụng các đồ hỗ trợ để sẵn sàng cấp cứu kịp thời những cái trường hợp mà xảy ra phản ứng. Thành phố Hạ Long phấn đấu từ nay đến ngày 26 tháng 1 sẽ cơ bản tiêm chủng mũi 3, mũi tăng cường cho người dân từ đủ 18 tuổi trở lên trên địa bàn. Theo Sở Du lịch, trên cơ sở thẩm định các tiêu chí an toàn phòng chống dịch đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trong tỉnh, đã có 557 cơ sở được dán nhãn an toàn phòng chống dịch COVID-19. Các cơ sở được đánh giá cấp nhãn an toàn cao và an toàn, bao gồm cả lữ hành, vận chuyển, lưu trú, cơ sở mua sắm, ăn uống, dịch vụ giải trí và khu điểm du lịch. Cùng với thường xuyên thẩm định đánh giá cập nhật mới các đơn vị đủ điều kiện, công tác giám sát thẩm định cũng được các địa phương thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo việc các cơ sở du lịch dịch vụ duy trì nghiêm các điều kiện an toàn. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 12 cơ sở được thẩm định lại và đánh giá không an toàn phòng chống dịch. Các cơ sở này sẽ không được phép đón khách du lịch cho đến khi hoàn thiện, đảm bảo tốt các tiêu chí phòng chống dịch và được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Cơ sở vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Thời tiết giá rét những ngày này là điều kiện thuận lợi, dễ dẫn đến phát sinh các loại bệnh trên đàn vật nuôi. Các địa phương vùng cao, trong đó có huyện Ba Chẽ, đang tập trung khuyến cáo các hộ chăn nuôi chủ động phòng chống rét, bảo vệ sức khỏe vật nuôi, đảm bảo hiệu quả kinh tế. Tổng đàn vật nuôi của huyện Ba Chẽ hiện có trên 89.300 con. Trước đợt rét hại đầu tiên trong mùa đông này, thực hiện hướng dẫn của chính quyền, các hộ chăn nuôi đã chủ động thực hiện các biện pháp che chắn chuồng trại, tránh gió lùa để chống rét cho vật nuôi. Xã thì cũng tuyên truyền xuống đến từng hộ gia đình. Thế thì gia đình thì có 11 con trâu. Trong mùa rét này, nếu mà rét đậm, rét hại ấy, thì gia đình tôi thì không tuyệt đối không thả ra ngoài, mà trồng thêm cỏ với lại lấy rơm rạ nữa, bổ sung thêm thức ăn. Nhiệt độ mà xuống tầm khoảng dưới 10 độ C ấy, thì gia đình nhà tôi thả gà rất là muộn. Lúc nào nhiệt độ tăng lên ấy, đến tầm khoảng 9-10 giờ này thì gia đình nhà tôi mới thả gà ra đồi. Vệ sinh chuồng trại với lại quây ấm, giữ ấm vào ban đêm, phải tiêm phòng các thứ là đầy đủ để đảm bảo sức khỏe gà.
toàn tỉnh đã xảy ra rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở các khu vực phổ biến từ 9 đến 10 độ C. Vào ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ giảm sâu, sương muối gây bất lợi đến sức khỏe của vật nuôi và dễ dẫn đến các bệnh như cước chân, lở mồm long móng trên đàn gia súc. Đối với gia cầm, dễ bị thương hàn. Do vậy, các hộ chăn nuôi phải giữ vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thực hiện đầy đủ các mũi tiêm phòng phòng dịch cho gia súc gia cầm, đảm bảo tốt công tác phòng chống rét. Ủy ban huyện đã chỉ đạo là các xã, thứ nhất là rà soát lại tổng cái số đàn gia súc, gia cầm, bố trí làm thêm chuồng trại, chuẩn bị thức ăn cho gia súc. Cái việc tiếp theo là tăng cường ấy là cái công tác kiểm tra, giám sát việc tiêm phòng, đảm bảo cho là tổng cái đàn gia súc cũng như gia cầm ấy là hạn chế thiệt hại thấp nhất vào trong đợt rét đợt này. Với sự chủ động của các hộ chăn nuôi cũng như chính quyền địa phương trong thực hiện các biện pháp phòng chống rét, phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm là rất cần thiết để bảo vệ sản xuất nông nghiệp được ổn định, đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho thị trường dịp cuối năm. Thưa quý vị, hôm qua, Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội năm 2021. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng năm 2021, tổng sản phẩm GDP của tỉnh ước tăng 10,28%, đứng thứ hai trong cả nước. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,51%, dịch vụ tăng 6,11%, riêng công nghiệp và xây dựng tăng 14,59%. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tính tăng 13,26%, đóng góp 5,6% vào tăng trưởng chung. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước tăng 35,31%, tiếp tục khẳng định vai trò động lực thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của tỉnh. Có được kết quả này là do cả hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương và các doanh nghiệp FDI tại các khu công nghiệp, khu kinh tế đã phối hợp phòng chống kiểm soát dịch COVID-19, triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, thích ứng linh hoạt với dịch bệnh. Sản lượng các sản phẩm mới như màn hình TV, loa, tai nghe, mũ, vải dệt đều tăng từ 100 đến 400%. Cũng trong năm 2021, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 93.900 tỷ đồng, tăng 10,1%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên 51.000 tỷ đồng, bằng 115% dự toán trung ương giao, bằng 100,1% dự toán năm, bằng 104% so với năm trước. Tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 7.614 đô la Mỹ, tăng 9%. Hôm qua, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 178 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc đã ghi nhận trên địa bàn tỉnh lên 3.000 ca. Để ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh, các địa phương của tỉnh, trong đó có thành phố Hạ Long, đang tích cực triển khai tiêm chủng cho người dân đủ điều kiện, quyết tâm bao phủ mũi 3, mũi tăng cường phòng COVID-19 cho nhân dân trên địa bàn. Để đảm bảo tiến độ, tỷ lệ tiêm chủng, buổi tiêm mũi 3 diện rộng trên địa bàn thành phố Hạ Long được tổ chức từ khá sớm. Người dân đủ điều kiện là những người từ đủ 18 tuổi, đã qua 90 ngày kể từ ngày tiêm mũi 2, đều tích cực tham gia tiêm chủng. Bản thân tôi thì cũng là người đã là vào ngoài 60 tuổi, 65 tuổi. Thế nhưng mà đối với tất cả những người cao tuổi, kể cả là những người cao huyết áp và những cái bệnh nền thì tốt nhất là vẫn đi tiêm. Trong điều kiện mình là bác sĩ nói là tiêm được thì là mình cố gắng đi tiêm để đảm bảo sức khỏe. Thành phố Hạ Long triển khai 3 điểm tiêm tại trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, trường tiểu học Trần Hưng Đạo và trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản cho trên 13.700 trường hợp đủ điều kiện trên địa bàn. Sau nhiều đợt tổ chức, công tác tiêm chủng được triển khai nhanh gọn, hiệu quả. Hôm nay tôi đi tiêm thì tôi thấy công tác tổ chức tiêm chủng rất là tốt, có người hướng dẫn rất là bài bản và vào tiêm thì rất là chu đáo và được hướng dẫn cẩn thận. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng, trong đó có thường trực cấp cứu tiêm chủng vẫn được triển khai kỹ lưỡng. Thông thường thì cái mũi vaccine thứ ba này thì nó cũng hầu như là cũng rất ít phản ứng sau tiêm, đặc biệt là cái vấn đề về cấp cứu, nhưng mà tất nhiên là về cấp cứu thì chuẩn bị thì các mũi nào thì cũng đều giống nhau cả. Bản thân các bác sĩ thì thường trực cấp cứu thì cũng luôn luôn là chuẩn bị đầy đủ các thuốc thang hay là dụng các đồ hỗ trợ để là sẵn sàng cấp cứu kịp thời những cái trường hợp mà xảy ra phản ứng. Thành phố Hạ Long phấn đấu từ nay đến ngày 26 tháng 1 sẽ cơ bản tiêm chủng mũi 3, mũi tăng cường cho người dân từ đủ 18 tuổi trở lên trên địa bàn. Dạng sáng nay tại thành phố Uông Bí, Trung đoàn 244 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận cách ly phòng chống dịch COVID-19 146 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản.
Đây là các công dân về nước qua cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trên hai chuyến bay giải cứu của hãng Vietjet Air. Ngay khi tiếp nhận, các công dân được kiểm tra sức khỏe, sắp xếp điều kiện đảm bảo sinh hoạt và phòng dịch tại khu cách ly. Theo Sở Du lịch, trên cơ sở thẩm định các tiêu chí an toàn phòng chống dịch đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trong tỉnh, đã có 557 cơ sở được dán nhãn an toàn phòng chống dịch COVID-19. Các cơ sở được đánh giá cấp nhãn an toàn cao và an toàn, bao gồm cả lữ hành, vận chuyển, lưu trú, cơ sở mua sắm, ăn uống, dịch vụ giải trí và khu điểm du lịch. Cùng với thường xuyên thẩm định đánh giá, cập nhật mới các đơn vị đủ điều kiện, công tác giám sát, thẩm định lại cũng được các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo việc các cơ sở du lịch, dịch vụ duy trì nghiêm các điều kiện an toàn. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 12 cơ sở được thẩm định lại và đánh giá không an toàn phòng chống dịch. Các cơ sở này sẽ không được phép đón khách du lịch cho đến khi hoàn thiện, đảm bảo tốt các tiêu chí phòng chống dịch và được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Cơ sở vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Thời tiết giá rét những ngày này là điều kiện thuận lợi dẫn đến phát sinh các loại bệnh trên đàn vật nuôi. Các địa phương vùng cao, trong đó có huyện Ba Tre đang tập trung khuyến cáo các hộ chăn nuôi chủ động phòng chống rét, bảo vệ sức khỏe vật nuôi, đảm bảo hiệu quả kinh tế. Tổng đàn vật nuôi của huyện Ba Tre hiện có trên 89.300 con. Trước đợt rét hại đầu tiên trong mùa đông này, thực hiện hướng dẫn của chính quyền, các hộ chăn nuôi đã chủ động thực hiện các biện pháp che chắn chuồng trại, tránh gió lùa để chống rét cho vật nuôi. Xã thì cũng tuyên truyền xuống đến từng hộ gia đình. Thế thì gia đình thì có 11 con trâu. Trong mùa rét này nếu mà rét đậm, rét hại ấy, thì gia đình tôi thì không tuyệt đối không thả ra ngoài. Mà trồng thêm cỏ với lại lấy rơm rạ nữa, bổ sung thêm thức ăn. Nhiệt độ mà xuống tầm khoảng dưới 10 độ C ấy, thì gia đình nhà tôi thả gà rất là muộn. Lúc nào nhiệt độ tăng lên ấy, đến tầm khoảng 9-10 giờ này thì gia đình nhà tôi mới thả gà ra đồi. Vệ sinh chuồng trại với lại quây ấm, giữ ấm vào ban đêm, phải tiêm phòng các thứ là đầy đủ để đảm bảo sức khỏe gà. Toàn tỉnh đã xảy ra rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở các khu vực phổ biến từ 9 đến 10 độ C. Vào ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ giảm sâu, sương muối gây bất lợi đến sức khỏe của vật nuôi và dễ dẫn đến các bệnh như cước chân, lở mồm long móng trên đàn gia súc. Đối với gia cầm dễ bị thương hàn. Do vậy, các hộ chăn nuôi phải giữ vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thực hiện đầy đủ các mũi tiêm phòng phòng dịch cho gia súc gia cầm, đảm bảo tốt công tác phòng chống rét. Ủy ban huyện đã chỉ đạo là các xã, thứ nhất là rà soát lại tổng cái số đàn gia súc, gia cầm, bố trí làm thêm chuồng trại, chuẩn bị thức ăn cho gia súc. Cái việc tiếp theo là tăng cường ấy là cái công tác kiểm tra giám sát việc tiêm phòng, đảm bảo cho là tổng cái đàn gia súc cũng như gia cầm ấy là hạn chế thiệt hại thấp nhất vào trong đợt rét đợt này. Với sự chủ động của các hộ chăn nuôi cũng như chính quyền địa phương trong thực hiện các biện pháp phòng chống rét, phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm là rất cần thiết để bảo vệ sản xuất nông nghiệp được ổn định, đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho thị trường dịp cuối năm. Với thông điệp đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Trong tháng 12 này, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tổ chức tri ân khách hàng thông qua chuỗi hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ và làm thiện nguyện vì cộng đồng. Triển khai chương trình tháng tri ân khách hàng năm 2021, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tiến hành vệ sinh công nghiệp miễn phí 20 trạm biến áp cho khách hàng là các tổ chức doanh nghiệp. Điều này thể hiện rõ cam kết luôn đồng hành và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng của Công ty Điện lực Quảng Ninh. Trong cái diễn biến phức tạp của dịch COVID thì Điện lực thị xã Đông Triều đã cung cấp điện năng, điện lưới ổn định liên tục để đảm bảo được cái việc học trực tuyến của học sinh không bị gián đoạn, cấp điện ổn định, an toàn, hiệu quả cho các cái cuộc thi, kỳ thi diễn ra đối với ngành giáo dục. Tinh thần phục vụ điện rất là nhiệt tình, chu đáo và chúng tôi hoàn toàn rất là hài lòng và tin tưởng. Đặc biệt trong tháng tri ân khách hàng năm nay, các điện lực địa phương đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện tại các vùng sâu vùng xa, tặng quà, thay màn mới đón Tết cho hộ nghèo, tặng áo ấm và sữa cho các em nhỏ. Cùng với đó là việc sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt miễn phí cho 110 hộ nghèo và 6 bệnh viện, cơ sở y tế tại các vùng địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19. Hôm nay được ngành điện đến sửa điện, lắp cho bóng điện sáng, tôi rất vui và cảm thấy yên tâm để sinh hoạt hàng ngày.
Rất là cảm ơn ngành điện lực của thành phố Hạ Long thay bóng đèn rồi lắp bảng điện cho các cái hộ nghèo, nhất là tặng quà để cho các cái hộ nghèo, nhất là cái gạo, thức ăn, thực phẩm, là một số quần áo ấm cho bà con, cho bà con được cái Tết đầm ấm, vui vẻ. Ngoài các hoạt động cụ thể, công ty điện lực Quảng Ninh cũng tập trung cao cho việc đảm bảo an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tuyên truyền tới khách hàng về an toàn điện trong sinh hoạt và sản xuất. Nguy hiểm trong quá trình sử dụng điện này. Công ty điện Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo các điện lực tăng cường công tác kiểm tra để xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện để đảm bảo ổn định cung điện trong dịp Tết Dương lịch cũng như Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới. Song song với đó thì công ty điện lực Quảng Ninh cũng đẩy mạnh việc thực hiện thi công các công trình đầu tư xây dựng cải tạo lưới điện trong năm 2022 để phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm 2022 để góp phần cải tạo thiện lưới điện, đảm bảo ổn định cung điện trong cái dịp hè cũng như ngày nắng nóng trong hè tới. Đây là năm thứ 7 ngành điện tổ chức hoạt động tháng tri ân khách hàng. Điều này thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng của ngành điện trong việc chung tay hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn trong cuộc sống. Qua đó góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa trong doanh nghiệp, tạo sự gần gũi thân thiện giữa ngành điện đối với khách hàng sử dụng điện, đồng thời lan tỏa nét đẹp người thợ điện EVN.